Dưới đất rồi. Hay chào bạn nha, hôm nay Hoàng giao con Ascent Typhoon cho anh Văn ở Đức Hòa Thượng Long An nha quý vị các bạn. Đức Lập Thượng. Và hôm nay Hoàng chắc trong buổi hôm nay Hoàng ngưng ông rồi, ông ship ông làm vòng hoài à, làm gì mày không lo kiếm khách hàng mày bán mà mày cứ quay dâu xe miết à. Đó. Bây giờ Hoàng tập trung Hoàng kiếm cái đàn như vậy các bạn. Mở này mở cấp sao. Cấp sao anh có thể sử dụng chìa khóa. Hi, Hoàng Minh Đai, Long An xin chào quý vị các bạn nha. Hôm nay Hoàng giao con Ascent Typhoon nè. Bản cao cấp nè, bản full của tôi sơn tờ nè cho các bạn ở Đức Lập Thượng. Đức Hòa Long An. Xe mình là dán phim, nó sàn. Đây cái cây này là cái móc kéo xe ở phía trước đầu xe có cái lỗ đó, để mình dặn vô để xe nó kéo ha. Còn đây là con đội ship,
bánh xe. Đây ba món. À, ba món cái miếng lót sàn gấp chân nãy là 4 món. Cái sổ da mình là 5 món. Với 10 lít xăng đổ khi mà đi đăng ký đăng kiểm là 6 món đủ, 6 món là nặng. Đó, phòng xe mình chìa khóa 2 chìa. Chìa thì hoạt động hết. Đó, mình có thể mở gấp còn chìa này được để vô bằng đồng máy dây. Còn cái chỉnh thì mình về chỉnh sau nha. Rồi anh vô xe đếm anh. Đâu có dưỡng. Đâu, bảo dưỡng là bảo hành á. Rồi. Bảo hành. Cái này dễ hẹn rồi, mốt có gì nhờ anh giúp đỡ cho em. Rồi em đang giữ lại cái bản chính. Em giữ lại bản chính. Có gì có em lấy rồi chuyển phát cho anh.